Hello và xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người trong video này. Như mọi người có thể thấy ở mình round 2.6 đang có một cái chuỗi thua khá dài, 5 trận thua rồi. Nếu như giá như mà chơi thần tài mà gặp chuỗi thua kiểu này thì đúng là đỉnh cao, là sẽ một siêu phẩm đấy. Nhưng mà hơi tiếc, không phải là thần tài mọi người ạ. Trận đấu này thì mình sẽ cho anh em xem một cái content, một cái ý tưởng gì đó liên quan tới chưa biết liên quan gì đây. Bởi vì mình vẫn chưa có một cái gì chắc chắn trong trận đấu với cả để có thể chốt kèo một cái content đó. Bây giờ đang ở bãi người đá này, hy vọng bãi người đá sẽ ra một cái gì đó xác định mình biết được là mình chơi cái gì. Một bọc màu vàng các bạn ạ. Để gì đây? Ồ hay quá, mời một hệ nhân tạo, đúng thứ mình cần rồi. Thiên thần, đấu sĩ, vệ binh, thiết giáp. Mình sẽ lựa chọn cái trang bị mình sẽ lựa chọn đó chính là ấn gì đây nhỉ? Vệ binh mình cũng làm nhiều rồi. Thiên thần à? Đấu sĩ à? Đấu sĩ, Nautilus đấu sĩ cũng không hay không? Ok, thế thì mình sẽ lựa chọn thiên thần đi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xoay cái thiên thần để chơi nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu quay xoay ra xem thiên thần để chơi cho anh em xem. Thiên thần là một cái đội hình mà mình cũng rất là thích chơi, rất mạnh và rất bá. Cái lượng giáp của nó siêu khủng khiếp luôn. Một đội hình mà phải nói về cái lượng giáp, cái độ trâu của nó thì khỏi phải bàn cãi luôn mọi người, quá khỏe. Thì game này mình sẽ làm cho mọi người xem nha. 9 thiên thần thì chúng ta up level 9. Uầy, khỏe nhờ. Đội hình của mình hơi yếu mọi người, bởi vì đội hình chưa xác định được á, nên là nó vẫn hơi yếu, nó vẫn chưa có một cái lượng sát thương nào khủng hay một con carry nào để mình bui đồ cho nó cả. Nói chung là chưa có trang bị đó. Chưa có trang bị thì mình sẽ không thua đâu. Nautilus Thresh. Dắp gai. Đợt trước mình có chơi Kalista full chí mạng mà gặp ra mình dắp gai là tắt điện luôn. Ông này đang có long tộc từ sớm rồi, chắc chắn là sẽ chơi long tộc đúng không? 60 tiết, còn 60 máu. Bây giờ thì mình đang đứng ở vị trí top rất là cao. Và mình rất là thích ở phía đầu trận đấu ấy, mình rất là thích đứng ở vị trí càng thấp càng tốt. Bởi vì mình có thể lấy những trang bị mình thích. Chứ khi mà đứng ở cao quá thì khó lắc này đấy luôn. Đứng ở vị trí cao quá khó lấy nhưng mình thích được. Ví dụ bây giờ mình đang cầm một cái thìa để kích hoạt một thiên thần nữa, thì mình có thể đứng ở vị trí này và nhặt được luôn. 3 thiên thần rồi, ok, cho thrash vào luôn, kích hoạt chút suy vong. Lucian. Lucian là một vị tướng mà mình cũng ở cái mùa 5.5 mình làm rất nhiều rồi. Và thực sự thì anh em sắp được trải nghiệm đấu trường đến 1.6 rồi đấy. Mọi người nhá, sắp được trải nghiệm đấu trường đến 1.6 rồi. Ở cái phiên bản tiếp theo thì chúng ta sẽ được trải nghiệm đối chiến với 1.6.
Vào ngày 20 tháng 10 thì ở bên server BBE sẽ cập nhật đấu trường thực tế 16 nhá. Anh em có thể qua đấy và trải nghiệm. Mình thì khi mà đấu trường thực tế 16 ra thì mình sẽ dành thời gian rất là nhiều ở bên server BBE mà mình sẽ không làm ở đây nữa. Bây giờ mình có rắc rồi thì mình sẽ bui cho anh em xem rắc thiên thần luôn mọi người nhá. Rắc thiên thần luôn. Ok, bùi rắc thiên thần thì cầm một trang bị bản thân công lý đi. Để xem ở round 3.6 thì mình sẽ ra gì nhá. 3.6 hy vọng sẽ là một cái trang bị sát thương mạnh mạnh một chút để mình sẽ bui con rắc này là rắc thiên thần carry luôn. Một vị tướng khá ổn, vừa trâu vừa có khả năng tốc độ đánh dồn cực nhanh. Con rắc là một vị tướng mà không cần một cái trang bị cuồng đao luôn, bởi vì vốn dĩ cái skill của nó tăng tốc độ đánh là cực tởm rồi. Đợt trước có một lần mình bui rắc 3 mũ của thủy thì chỉ cần có khoảng gồng 3 phát skill thôi là 5 chấm tốc độ đánh luôn, nhưng mà nó không có sát thương nhiều. Ui, trang bị này. Cái top 1 lựa chọn trang bị của mình ấy, nó sẽ là một găng tay thần thánh mọi người nhá. Găng tay thần thánh khi nào mình lựa chọn nó hết, bởi vì nó là một trang bị rất là mạnh. Và bây giờ thì mình sẽ bui cho rắc hai găng tay thần thánh luôn, thiên thần hai găng tay nhá. Bây giờ hình mình còn thiếu mỗi một con đấy, con của rắc luôn này. Bây giờ thiếu mỗi con đấy thôi, thiếu con Atchot nữa là kích hoạt 6 thiên thần nhá. Mình sẽ run luôn. Ok rồi, 6 thiên thần. Với một cái hình chuẩn này rồi thì bây giờ thì cái chuỗi thắng đối với mình là sẽ là một cái thứ gì đó khá dễ dàng mọi người ạ. Rắc mà chỉ cần 2 sao thôi, đỉnh cao luôn. Rắc chỉ cần 2 sao thôi là đỉnh cao mọi người nhá. Ui, Nocturne kìa, cuồng đao kìa. Nhưng mà anh em không, đối với thần là một hình cực kỳ nhiều giáp, cực kỳ nhiều giáp nha. Kháng phép và giáp rất nhiều, cộng thêm cả lắc nữa, còn lắc nó bút giáp. Đây là mình chưa reo, có thêm reo thì sẽ có một lượng giáp ảo nhiều hơn nữa. Game này khá may bởi vì thường thường những trận đấu mà mình kiểu ra một ấn thiên thần ý thì tướng thiên thần mình run sẽ không ra đâu. Game nó là thế mà. Game này khá là hay bởi vì mình ra ấn mà tướng thiên thần cũng ra khá nhiều. Nếu mà game này lên level 9 được ấy mọi người thì mình sẽ làm cho mọi người xem một con Kele X3 sẽ bị bàn tay công lý nhá. Kele X3 bàn tay công lý và kích hoạt 9 thiên thần. Kele 3 bàn tay, bữa trước mình đã làm một video về Kele 3 bàn tay rồi. Nhưng mà Kele 3 bàn tay đó thì nó chỉ là một con Kele. Nó chỉ là một con Kele quân đoàn thôi. Thì game này mình sẽ làm cho anh em xem Kele, đó chính là Kele và thiên thần nha. 9 thiên thần và kích hoạt 3 bàn tay công lý. Khi mà mình có thể up level 9 sớm được. Quan trọng là up được level 9 cơ. Atchot này, Kennen giao điện, Varus. Ông này thì mình win rồi. Thực sự đội hình của mình thì không có khả năng ngăn hồi máu ấy. Nhưng mà với một cái lượng dồn đam nhanh của Zac thì mình nghĩ sẽ win rồi em đâu. 2 sao mà kiểu đồ này thì chắc chắn là sẽ win rồi. Khả năng hồi phục của nó cực kỳ ghê gớm. Và cộng với cả cái bản trang bị bàn tay ánh sáng ấy, nó có hai nội tại luôn. Cái hai nội tại ẩn thì nó sẽ được kích hoạt luôn ở trên cái mặt tay ánh sáng. Có đôi Raven luôn rồi, cặp đôi khá là hot trend tại phiên bản mùa này là chính là đôi Raven và Zac. Ở phiên bản tiếp theo ấy, thì sáng hôm nay thì mình vừa làm video về cái cập nhật của 11.20 rồi. Một video về chi tiết bản cập nhật 11.20 ấy, anh em chắc cũng đã xem qua. Thì ở phiên bản cập nhật 11.20 thì chúng ta sẽ có một cái khả năng cực hay
đó chính là sẽ có nhiều điều hấp dẫn hơn, bởi vì nó là một phiên bản cuối mùa mà. Phiên bản cuối mùa mọi người nhá. Ông này đang chơi ma sứ này. Yasuo Bluetooth à. Phiên bản cập nhật 11.10 là phiên bản cuối cùng của mùa 5.5 mọi người nhá. Và sau phiên bản đó thì chúng ta sẽ đến với mùa 6. Mùa 6 dự định sẽ rơi vào tầm 11.21 hay là 11.22 mình không rõ. Bởi vì đây chỉ đang là dự đoán thôi. Ở cái phiên bản cập nhật tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái nâng cấp khá là mạnh với cái trang bị thần linh ban phước. Nó sẽ có thể ra được ba giáp thiên nhiên và có thể ba Nico. Và trứng long tộc ở level 5 thì sẽ có tỷ lệ ra được đó chính là ba con Heimlinger và hai Nico mọi người nhá. Cực kỳ hay. Hy vọng càng cuối mùa thì nó sẽ càng, hy vọng là sẽ càng tăng phần thưởng cho long tộc để mình sẽ có nhiều cái video siêu phẩm hơn cho anh em theo dõi. Phun chí mạng này, cung thủ AC random giao điện, AC đang cầm một trang bị găng tinh xảo. Heimlinger. Ui có thìa mọi người, có thìa kìa. Ui trời ơi, bị mất rồi. Ông kia nhặt mất mọi người ạ, hơi tiếc. Bởi vì mình đang có một cái áo trong bạc ở sẵn ở nhà ấy. Thì mình có thìa thì mình sẽ lại lắp được thiên thần thôi. Thế bây giờ mình sẽ lấy áo trong bạc nha. Để xíu nữa hên xui ra thìa thì mình sẽ lắp thêm một cái thiên thần nữa. Chơi đội hình là chúng ta 9 thiên thần và 4 thiết giáp luôn. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng up level 9 nha. Up level 9 ấy, để có thể kiếm được cây level 3 sao luôn ngon à. Có một cái chơi level không? Ôi, có một anh chơi thiên thần rồi. Ông Toad, ông đang chơi thiên thần mọi người ạ. Game này thì mình sẽ làm gì bây giờ nhỉ? Mình sẽ run con Zac 3 sao luôn. Ôi, cũng nhiều người chơi Zac phết này. Hơi khó, không biết làm gì bây giờ. Với Zac cầm X2 trị bằng tay công lý thì sức mạnh của nó sẽ tăng gấp bội mọi người ạ. Siêu mạnh luôn ấy, thấy không? Kiểu hồi phục kìa. Lại thêm lượng giáp của thiên thần nữa. Rất trâu. Bình thiên thần là bình nhiều giáp nhất mà trâu nhất luôn ấy. Ui lại Zac này, Zac là nhiều ghê nhưng mà mọi người có thể thấy thì ông này đang cầm Zac ở đây luôn, ông này đang cầm Zac nha. Vậy nên game này Zac 3 sao là một điều không thể rồi, chúng tôi cứ để thế thôi, để xem liệu người anh em đó có chết đi không. Nếu chết đi thì mình sẽ có cơ hội á. Không chết thì thôi mình sẽ cố gắng kiếm cái le để làm cái le X3 bằng tay công lý luôn. Có khá nhiều cái content để làm mà, với 3 cái trang bị bàn tay công lý. Cộng một ý là nếu như mà có bàn tay ánh sáng thì làm 3 bàn tay công lý rất là đẹp. Bởi vì quan trọng là phải đẹp và mạnh nữa. Mạnh em biết rồi, 3 bàn tay công lý rất là mạnh. Còn đẹp thì khỏi phải bàn rồi. Chết rồi. Con Zac mình rơi vào tầm ngắm của con Kalista nó phóng lao rồi. Á sao, trâu quá mọi người ơi. Siêu trâu bò luôn. Em nhìn giáp bút lên kìa. 101 giáp 60 kháng phép luôn rồi. Game này thì mình lên cấp hơi chậm mọi người. Bây giờ mới chỉ xem mức level 8 thôi. Cho một chút thiết giáp vào đi ha. Lên luôn để có thể kiếm thêm tỷ lệ có cái le. Bây giờ ra cái le thì đúng là perfect luôn. Nhưng mà mình cũng sẽ giữ đội hình này trở lại để có thể up level 9 á. Up level 9 mà kiếm cái le luôn thì ngon hơn. Có thể kiếm một vị tướng 5 vàng 3 sao. 9 nguyên thần bây giờ thì mình chỉ còn thiếu con Rell thôi. Rell rất là đẹp.
Round này không có thìa rồi. Có một cái chiếc bị 5 châm mọi người á. Có 5 châm này. Có 5 châm. Đuôi rất khỏe, được level 2, rắc 2. Quá nhiều combo khỏe khoắn ở đây. Đây là một cái trang bị dịch khổng lồ. Dịch khổng lồ bây giờ thì mình sẽ cho vị tướng, nếu mà không biết nên cho vị tướng nào cả, bởi vì con xin ra hay lắc, còn mấy con tướng này thì cầm cái trang bị dịch khổng lồ nó hơi phí á. Nên mình cứ để thôi. Game này thì hôm nay để đưa bạn phía này đi. Xin ra qua đây, lắc để đây. Chứ không là con veo cót nó mà sấy một phát thì mình nghĩ là đội hình mình sẽ không trụ nổi đâu. Anh em nghe tiếng âm thanh, âm thanh này là một âm thanh huyền thoại nha. Buổi sáng mà anh em đang ngủ nướng mà nghe âm thanh này chắc phải dậy đó đúng không? Âm thanh của xe dọn rác đó. Sổi rồi, khỏe quá. Để xem round 5.2 mình sẽ có gì nha. Ui, con Gragas kìa. Ghê vậy. Châu vậy mọi người ơi. Châu thực sự luôn đúng không? Nếu mà Gragas cầm X3 trang bị, cái trang bị mà kiểu thú tượng ấy, thì mình nghĩ cái độ trâu của nó còn gớm nữa. Ông này cầm hai con rắc lần rồi. Ok, vậy là rắc 3 sao cho chỗ này sẽ là một cái gì đó khá là mơ hồ. Điều đó vần thì may ra có thể lên được. Ờ nhờ, quên mất mọi người. Trời ơi, tụi mình cho bán 5 lớp đi chứ. Để bắt thiết giáp là ngon rồi, quên mất mọi người ơi. Quên mất thì bắn 5 lớp đi kìa. Thôi kệ thôi. Quên mất. Tức ghê, mình hay quen tay mình kiểu mình hay bán mọi người. Quen tay hay bán tướng lắm. Kha'Zix. Kha'Zix thì đã có xin ra lo rồi, xin ra của mình sẽ quăng Kha'Zix đi để cho lượng sát thương Kha'Zix sẽ không vào mặt con đồ đao bẩn của mình được. Ông này đang chơi đó chính là đội hình liên quan tới thần sứ. Với hai vị tướng 4 và 2 sao như này thì trận đấu có thể mình có thể up level 9 một cách tự do khá là đơn giản. Gánh team khá tốt. 128 giáp, 118 giáp, Will 5 chấm tốc đánh luôn. Cái nội tại của cái hệ thiên thần mọi người, nó cũng giống na ná với nội tại của hệ đó chính là hệ bóng tối đúng không? Cái hệ của Mosako ấy mọi người. Hắc gì ta? Hắc tinh đúng rồi, giống hắc tinh mọi người. Khá là giống hắc tinh nha, nhưng hắc tinh được boost nhiều hơn. Yasuo kỵ sĩ Daina. Con này ghê đó. Con này khá là ghê đấy mọi người. Véo cót đồ đẹp quá, véo cót này sấy một phát thì chắc tan vỡ hoàn toàn mọi người. Đồng hồ sổ mạnh chưa? Hay quá, rắc vẫn sống rồi, vẫn sống nha. Còn hy vọng nào, quấy, đúng rồi. May mà con véo cót á, nó không có khả năng hồi phục. Chứ nó có cầm kiếm súng nữa thì cái tỷ lệ ông này win mình rất là cao. Tốt, anh chơi được đâu, bố đường ơi, không chơi được là vần. Game này thì mình đang có tỷ lệ lên được đồ vần 3 sao khá là cao. Bởi vì game này ít người chơi được đồ vần á. Này đều đã bẩn này, kỹ sĩ này, cùng đao này. Bây giờ thì mình sẽ nhặt một cái trang bị liên quan tới đó chính là cùng đao, đồ đã bẩn. Lấy đồ đã bẩn thì sẽ tăng tỷ lệ đồ đòn 3 sao cao hơn. Với cả bây giờ trang bị mình dư ấy, mình sẽ lấy con đồ đao ven đi ha. Để xíu nữa mình sẽ kích hoạt được luôn, đó chính là đồ ven 3 sao, kích hoạt 9 thiên thần. Ông một máu nguy hiểm quá này. Đang chơi ma sứ mà đuổi ma sứ khỏe ghê luôn. Lại thêm một cái kỵ sĩ nữa. Ông này lại được thêm một cái kỵ sĩ nữa mọi người ạ. Đây. Đội hình 6 ma sứ, 3 kỵ sĩ. Yasuo kỵ sĩ, Daina kỵ sĩ. Daina kỵ sĩ thì đúng là khó chịu thật rồi, bởi vì nó sẽ di chuyển cực nhanh lên cái mục tiêu nó cần đánh á. Đó. Ông này chắc đang có một tỷ lệ có top 1 3 sao, top 1 khá là cao này. Có một cái đội hình như này. Ông này thì veo cót chuẩn bị 3 sao rồi. Chỉ còn hai con veo cót nó lên 3 sao mọi người nhá. Nó là một cái gì đó khá là đáng sợ đấy. Hôm qua mình cũng thua một trận đấu liên quan đến veo cót 3 sao. Với mình lên được con Fiddlestick 3 3 sao 3 mũ, nhưng mà gặp phải con veo cót đồ này mà thua luôn đấy mọi người. Sát thủ cô đơn này, đứa là vần gõ vào rắc rồi.
Jack vẫn trâu, một người vẫn trâu nha, nhưng mà chịu không nổi rồi, sát thương được là vần nó xuyên giáp mà. Ba mươi chín máu. Có Nico có thìa luôn, ok. Mình quyết định khá là đúng đắn khi mà đã đợi ấy, mọi người. Đợi á. Bây giờ trang bị này thì bây giờ mọi người biết không, mình sẽ lắp một cái áo trong lửa cái đã này. Một cái áo trong lửa, một cái áo trong lửa cái đã. Thiên thần thì cho được đồ văn thiên thần thì cũng ok, nhưng mà thôi cứ từ từ đó mọi người. Draven thiên thần này, Draven thiên thần này. Draven thiên thần bây giờ mình đang suy nghĩ là cái trang bị nên dành cho Draven thiên thần ấy là sẽ là trang bị gì ấy. Mình đang suy nghĩ vấn đề đó. Hay quá, mình vẫn win mọi người ạ. May sao nhờ con Sinora chứ mà con Gragas này mà thủ ấy. Ui, à, con Gragas kìa, tướng một vàng mà lỗi đam cực sự luôn. Sát thủ có đơn đi rồi, ok. Ông này lại bắt một con Draven nữa chứ. Ảo nhờ, sao lại bắt được Draven vào ăn. Mình đã có một cái Nico. Ây da, Lắc, hay quá Lắc ơi. Con Lắc nó sát thương phép mọi người, nó sốc đam một phát chết tươi luôn kìa. Giao điện này. Bây giờ mà mình làm về kiểu Draven, Draven mà x3 cái trang bị bản tay công lý thì cũng hay. Cũng sẽ là một cái gì đó hấp dẫn. Draven x3 bản tay công lý à? Zack 3 sao là không điều không thể rồi. Veo cốt 3 luôn mọi người ơi. Tởm chưa? Ông ấy vừa nở ra cái Nico á, lên 3 sao luôn rồi. Bây giờ thì chỉ có gọi là nhân phẩm cao cao ra một cái gì đó hấp dẫn thì mình kiểu cái Kaleba mọi người. Bây giờ mình chiếu Kaleba mới có thể win được trận này thôi, còn không thì rất khó. Kale này, 8 thiên thần, thiếu gì nhỉ? Khó quá mọi người, không biết mình sẽ làm cái gì đây. Đỡ ra vần thì đợt chuẩn bị 3 sao này mình cũng muốn giữ lại á. Chết rồi. Mình còn 39 máu vào round này, đang có một cái khả năng thua cực cao rồi. Và Phelot làm đồ đẹp quá. Hay quá được bạn ơi. Cố lên Đỡ ra vần, cố lên. Chầu thế ra xu ơi. Uầy. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển cho Draven thiên thần mừng nhá. Mình sẽ chuyển cho Draven thiên thần luôn. Ông này cầm 2 Kale luôn à. Ok, bây giờ mình sẽ bán đi. Và mình sẽ rút đồ Draven ra. Và mình sẽ cho con Draven thiên thần là 1 này. Rồi. Vô cực kiếm. Đây, cho này luôn cho nó ngầu mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ run tiếp nha, cái lấy 2 luôn. Đây rồi, ok, 9 thiên thần mọi người ạ, 9 thiên thần nha. Đội hình 9 thiên thần rồi. Và mình sẽ cho Draven một cái trang bị mà mình nghĩ là sẽ là một cái cuồng đao đi. Diệt khổng lồ thì mình sẽ cho con Lắc nha, bởi vì con Lắc sát thương của nó cũng không hề nhỏ. Cái lấy X3 tăng công lý kết hợp với cái 9 thiên thần mọi người ạ. Rất mạnh nha. Ông này thì đang cầm 3 cái le. Cái le của mình chỉ cần được kích hoạt thôi, chỉ cần được thăng hoa thôi. Ok, win. Bố đường ơi này, bố đường ơi này. Draven này, Draven 3 sao đó mọi người. Draven sẽ lên 3 sao nha. Jack Nautilus thì đang có một chút quân đoàn nhỉ, quên nhất nhở. Mình cho quân đoàn nhân tạo một con hệ quân đoàn và nữa là đẹp luôn. Đây.
4 quân đoàn, 9 thiên thần mọi người ạ. Và bây giờ thì đều là bọn chuẩn bị 3 sao top 1. Á, nhìn top 1 nhìn ghê quá. Mèo cốt 3 sao. Đồ thế giới 2 mũ thủy 100 bảo thạch mọi người ơi. Khá là tởm. Đồ vật của mình không hồi phục á. Với cả là do mình muốn cho anh em xem gọi là con cái le á. Con cái le x3 mà tay công lý ấy. Nên mình cũng không muốn cố lên cái le ơi. Ôi, chưa kịp thăng hoa luôn. Chưa kịp thăng hoa mọi người ạ. Chứ thăng hoa của đấy là ngon rồi. Giáp gai. Vô cực kiếm. Giết khổng lồ. Mình sẽ lấy... À, trời quên nhờ lấy vốt rồng chứ. Ai à, loạn đầu quá mọi người, loạn đầu quá. Ok, được 3 sao thiên thần vậy. Cái trang bị này sẽ cho là con lắc nha. Hy vọng con veo con nó sấy vào góc này. Chỉ vọng nó sấy vào góc này thôi là mình sẽ win được. Ui, hay quá được đó bạn ơi. Em nhìn sát thương không ạ? 3.000 đam. Ui, trời mưa, mưa mọi người chết rồi. Á, trời mưa quần áo của tôi. Oh my god, trời ơi, chết rồi, đổi vị trí rồi. Trời mưa mọi người ơi, tiếc ghê. Cố lên Raven, one shot. Ok mọi người. Cái le, cố lên. Oh my god, chết không. Còn một tiếp mọi người ạ. Ôi, trời mưa. Đến, phải hồi thật. Chạy thở không còn hơi luôn. Ôi, thêm kỷ sĩ nữa này. Giờ con đồ đẹp quá. Ok, hay quá mọi người. Ra đồ rồi. Bây giờ là ra đồ rồi mọi người nhá. Mình sẽ đổi đồ lại cho đồ nó vần. Cái này mình sẽ cho Sinora nha. Cố lên Raven, ném mặt thẳng mặt con. Đúng rồi, one shot, hay quá. Tuyệt vời mọi người. Trận đấu cực kỳ căng thẳng. Ra 7.1 rồi. Siêu sẻng sâu zin bùa xanh. Quyền năng khổng lồ. Mình sẽ lựa chọn một cái quả sâu zin cho Sinora nha.
xem là di chuyển đội hình như nào đây. Để xem là di chuyển con veo khóc qua bên kia, phía bên kia không. Có di chuyển đúng một người nhá, để xem nào. Di chuyển chúng tôi này. Chết rồi, đồ vật ném hơi ngu rồi. Có cần ném hay không ném à? Oh my god mọi người ạ, đúng con cần ném hay không ném luôn. Nhưng mà hy vọng lắc. Hy vọng lắc sẽ cánh tim. Trời ơi, dùng mana trước rồi mọi người ơi, dùng skill trước rồi, chịu rồi, thôi kèn game. Cảm ơn người theo dõi video của mình nha, chào mọi người, hẹn gặp lại ở những video sau.